Quay đều nhớ hoài những vòng quay số 1.
vào trong dòng giúp em phần thưởng hơn giờ trị giá 600.000 đồng. Rồi kính thưa quý vị, vòng loại vừa rồi không còn giá trị đủ quý vị nha. Mình đầu tư cho vòng loại kế tiếp giùm em mỗi tờ lá vé 20.000 và những tờ lá vé mình không may mắn trúng thưởng mình cứ giữ đó. Lật ra mặt sau ghi họ tên và số điện thoại của mình, gấp nhỏ gọn lại, cuối giờ tụi em sẽ đưa bỏ vào cái thùng phiếu ở trên này để bốc thăm chọn ra hai vị chủ nhân, mỗi người nhận một phong bao lì xì trị giá 500.000 đồng quý vị nha. Và lưu ý là phải ngồi đến cuối chương trình với tụi em mới được tham gia vòng loại này nhé quý vị. Quý vị về rồi thì đỡ mà bốc chung cái phiếu quý vị mà không có mặt ở đây thì tụi em sẽ chuyển cho một vị khán giả may mắn khác. Dạ, khi quý anh chị mình trúng thưởng á thì mình sẽ nhận được những cái voucher, quý anh chị lưu ý giúp em sử dụng trong ngày giúp em luôn nha. Đừng để những voucher qua ngày hôm sau mang cái này sẽ không có hiệu lực quý anh chị mình nha. Mình có thể là thuê ghế phía bên đó hoặc mua thức ăn ở trên kia hoặc là mua vé lô tô thêm số để chị mặc cho mình quý anh chị mình nha. Rồi kính quý vị, đó những tờ vé còn sót động lại trên tay các người đẹp Thanh Huy còn ba ghế cuối tay đó, người đẹp Kim Trọng còn hai ghế cuối tay luôn, ủng hộ cho người đẹp Kim Trọng luôn quý chị ơi. Dạ đúng rồi, theo góc nhìn của Huyền Học thì chị My vẫn còn ba bốn vé trên tay, quý chị đừng cần cướp chị My giúp em luôn nha. Góc nhìn gì? Huyền Học Huyền. Em coi bài ta nốt chị em bé coi chừng nào My bán hết tại gì hết rồi. Đây cái quý vị ở bên dưới ai còn chưa có vé trên tay ngồi tại chỗ dơ cầm cái tay đi chị em hả? Góc nhìn hàng học à? Đúng rồi đó, rồi không biết khi nào tao bán được hai vé đó luôn. Rồi cái thứ này ai là có vé rồi, xin mời tập trung mắt mình sẽ cố chuẩn bị dọn xuống. Oh,
vé nhỏ đang có chuyện nhà may mắn nha. Xin mời các nhà mình hoa mua vé tờ vé. Và tiếp tục qua dùm lại mới. Dùm lại mới với tiền là 30.000 đồng dùm lại đặc biệt đầu tiên. Giao dùm lại 30.000 đồng nhé. Cơ mai sẽ nhận vào đó một cái vô trợ tôi luôn trị giá là 2.500.000 đồng của nhà tài trợ 137 Passport Hàm Nghi. Rồi bây giờ chủ nhất đầu tiên 20 nè. 1183 32 tiếp theo 57 em trai Hùng Cường lắm người em trai Hùng Cường nè. Chủ nhất đầu tiên hợp lệ chủ nhất thứ hai chứ là 1183 32 24 41 giống nguyên trang Hùng Cường. Chủ nhất thứ ba kia 1183 ngay 32 12 41 57 dòng loại này chúng ta đã tìm được mai chủ nhân may mắn nha. Và bây giờ đại diện một người chúng ta cùng nhau quay. Bây giờ ai quay ạ? Em đại diện nha. Rồi quay đi. Số 1 là 600, số 2 là 800, số 3 là 1 triệu và số 4 là 1.200.000 đồng. Dòng lời mà các nhà mình đang ủng hộ là 30.000 đồng nha quý vị nha. Chúng ta sẽ có cơ may dần qua. Số 4. Trời ơi, số 1. Ngay giữa quay lại. Quay lại ngay giữa. Dòng lời 30.000 đồng chúng ta đang ủng hộ vé để chúng ta sẽ được đối với một lần đặc biệt đầu tiên trong chương trình ca nhạc đặc biệt tối nay với chủ đề song ca cùng khán giả. Ngày mai là một chủ đề thật là sôi động với chủ đề Dark Queen Night, các nhà mình vô đón xem nha. Wow. Và số 4 mời 3 người vào trong chúng ta sẽ được nhận quà. Đầu kết bên đúng quý vị, hồi nãy là ngay chính giữa luôn. Đó nên là các nhà mình nhớ nha, ngay từ bây giờ khán giả mình đã có mặt ở nơi đây rồi. Kịp lúc một lời đặc biệt đầu tiên, các nhà mình nhớ ủng hộ vé.